Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta vào bài chương 1 mạng máy tính và internet. Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính. Câu hỏi đặt ra rằng mạng máy tính là gì? Để trả lời được câu hỏi đó thì em sử suy nghĩ trong các công việc sau đây. Công việc nào cần phải nói mạng máy tính? Soạn thảo một văn bản có cần không? Xem phim trên YouTube. Xem TV trên máy tính. Lập trình Pascal giải một bài toán. Chat với bạn trên Facebook. Câu trả lời là xem phim nè, xem TV nè, chat với bạn trên Facebook phải cần có mạng. Chúng ta vào bài 1, từ máy tính đến mạng máy tính. Chúng ta chỉ nắm 3 ý: 1. Khái niệm mạng máy tính. 2. Vai trò của máy tính trong mạng. 3. Lợi ích của mạng máy tính. 1. Khái niệm mạng máy tính. Vậy mạng máy tính là gì? Mạng máy tính là tập hợp các máy tính được kết nối với nhau cho phép dùng chung các tài nguyên dữ liệu, phần mềm, các thiết bị phần cứng. Tài nguyên dữ liệu là gì? Ví dụ như cô đánh một bài văn hay là một bài thơ, cô chia sẻ cho mọi người có thể lấy về sửa lại được. Phần mềm. Ví dụ như là em cài mỗi máy, em phải cài một cái phần mềm như vậy, chỉ một máy cài và những cái máy con xe và xài được. Các thiết bị phần cứng. Ví dụ như là cô có nhiều máy mà xài chung một máy in. Dựa vào các hình dưới đây, hãy nêu kiểu kết nối cơ bản của máy tính, của mạng máy tính. Này là gì ta? Nó giống như là hình sao. Nó gọi là mạng hình sao. Và cái này là mạng trục. Và cái này giống hình tròn thì gọi là mạng vòng. Như vậy mình có 3 kiểu kết nối mạng máy tính cơ bản: kiểu kết nối hình sao, kiểu kết nối trục, kiểu kết nối vòng. Các thiết bị kết nối mạng. Cái này thuộc là phần cứng. Thiết bị đầu cuối như là màn hình nè, con chuột nè, bàn phím nè, gọi là bàn cuối. Môi trường truyền dẫn nè, thiết bị kết nối mạng nè. Thiết bị đầu cuối hãy kể tên một số, giống như là máy photo, màn hình, con chuột, vân vân. Máy in. Môi trường truyền dẫn cho phép các tín hiệu truyền được qua đó. Môi trường truyền dẫn có thể là các loại dây dẫn, sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại, sóng truyền qua vệ tinh. Cáp chụp nè, cáp xoắn, cáp quang. Các thiết bị kết nối mạng như là vĩ mạng, hub, modem, router, switch, cáp mạng. Giao thức truyền thông là các quy tắc quy đổi các trao đổi thông tin giữa các thiết bị gửi và nhận. Tóm lại là các thành phần của mạng, mình có thiết bị đầu cuối, môi trường truyền dẫn, các thiết bị kết nối mạng và giao thức truyền thông. Vai trò của máy tính trong mạng. Mô hình hiện nay máy tính phổ biến là mô hình trạm chủ, client server, hay có thể gọi là khách chủ. Máy chủ, server, là máy tính có cấu hình mạnh, được cài đặt các chương trình dùng để quản lý và phân bổ các tài nguyên trên mạng với mục đích dùng chung. Trong một mạng có thể có nhiều máy chủ. Máy chạm, client, là máy tính sử dụng tài nguyên của mạng do máy chủ cung cấp. Lợi ích của mạng. Thí dụ mình có một cái văn bản, mình có thể share cho máy này máy kia sử dụng. Đó là tài nguyên.
dùng đó là dùng chung dữ liệu ha. Dùng chung các thiết bị phần cứng như là cô có nhiều máy tính chỉ xài một máy in hoặc là nhiều máy tính chỉ xài chung một máy photo. Dùng chung các phần mềm tương tự. Một máy cài game hoặc là một cái phần mềm nào đó mình máy chạm có thể lên đó lấy phần mềm về xài được. Trao đổi thông tin. Chúng ta có thể gặp gỡ bạn bè ở nơi khác. Lợi ích của mạng máy tính, tóm lại có 4 ý: dùng chung dữ liệu, dùng chung các thiết bị phần cứng, dùng chung phần mềm, trao đổi thông tin.